những người bạn của tôi. Và đây là buổi live stream chia sẻ với chủ đề 5 cái bí mật để giúp chúng ta ngay lập tức thoát khỏi vấn đề của chính mình. Dù vấn đề của bạn là gì đi chăng nữa, là bế tắc trong tài chính, là mâu thuẫn trong gia đình, là thiếu tự tin, rồi là không lãnh đạo được, không thuyết trình trước đám đông, rồi làm sao cho hóa giải người khác, không thể nào mà nghe theo cái mong muốn của mình, theo ý muốn của mình. Thì bất kỳ vấn đề gì của bạn trong ngày hôm nay thì 5 bí mật này nó cũng sẽ giúp bạn giải quyết được vấn đề gốc rễ tại sao nó lại như vậy. Và có một bí mật nữa các bạn biết ạ. Chúng ta rất dễ liên tưởng đến mục tiêu mà chúng ta đạt đến. Đó là chúng ta nghĩ ra viễn cảnh là nhà, xe, một cuộc sống tươi đẹp. Chúng ta rất dễ để nghĩ ra một viễn cảnh có nhà, có xe, có cuộc sống tươi đẹp. Nhưng cái mà chúng ta không nghĩ đến được là chúng ta đang đứng ở đâu, chúng ta là ai để đi đến được cái kết quả đó, cái đích đó, giấc mơ đó. Đấy là vấn đề quan trọng. Cho nên trước khi chúng ta muốn biết rằng là chúng ta có thể đi đến được giấc mơ đó hay không, điều cần thiết đầu tiên là phải biết là mình là ai, mình đang ở đâu. Chúng ta hãy chia sẻ vấn đề của bạn là gì, thực sự là vấn đề của bạn là gì. Tôi muốn biết một vài người trong chúng ta vấn đề của bạn là gì. Và nếu như bạn không dám bộc lộ vấn đề của mình ra thì bạn có biết một điều gì trong cái khoa huấn luyện của tôi không? Bạn đang dùng cái lớp 3, bạn đang dùng cái lớp 3 để bọc lại cái lớp 2. Cái lớp 2 là cái lớp tổn thương mà lẽ ra bạn phải học hỏi, bạn phải hiểu biết để bạn bắt đầu chọc vào cái lớp 2 đó, giải quyết nó, thì sau đó bạn mới có sức mạnh. Sức mạnh để bạn bắt đầu cuốn mọi thứ ở xung quanh bạn. Sức mạnh để bạn có thể gây ảnh hưởng mọi thứ xung quanh bạn. Sức mạnh để bạn có thể quét được mọi thứ. Sức mạnh để bạn có thể giải quyết được mọi thứ. Sức mạnh để bạn có thể đoán định được mọi thứ, để bạn giải quyết trước khi nó xảy đến. Và tôi chào mừng các bạn. Bởi những gì mà tôi cống hiến với các bạn, những gì mà tôi có thể chia sẻ với các bạn đều là những trải nghiệm từ cá nhân, đều là những kiến thức xuất sắc nhất trên thế giới này, đều là những bí quyết, những công thức, những trải nghiệm và những chia sẻ của những người thành công đã bộc lộ, đã bật mí cho chúng ta. Mà có thể vì nhiều lý do chúng ta đã chưa ngộ hết, chúng ta đã chưa với tới, chúng ta chưa thể thấu hiểu. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu, hiểu những cái nghĩa một cách đơn giản để ứng dụng vào cải thiện cuộc đời mình. Vấn đề của tôi là làm sao đó để có thể chia sẻ và lan tỏa được nhiều cái giá trị tuyệt vời này đến với nhiều người Việt Nam hơn nữa, để giúp cho các cá nhân, để giúp cho các tổ chức giảm thiểu tất cả những rủi ro, gia tăng cái hiệu quả bằng những công cụ, bằng những công cụ để đưa họ đạt đến mục tiêu. Những công cụ đó sẽ giúp họ giảm thiểu tới mức tối đa những rủi ro mà họ có thể gặp phải trên đường đời, gặp phải trên cái đường khởi nghiệp nếu như họ không biết được. Bởi vì tôi đã từng là người như vậy, cho nên tôi không muốn những người, những thế hệ tiếp theo phải trả những cái giá vô lý như vậy. Cảm ơn bạn. Bạn Nguyễn Thị Thắm đã cho biết là vấn đề là của bạn ấy là chưa biết tập trung. Một chủ đề rất là rộng và tôi trả lời ngay rằng ẩn dưới cái ngôn ngữ này của bạn cho thấy rằng bạn chưa có các đủ các kỹ năng, bạn chưa có đủ các công cụ, bạn chưa có đủ các trải nghiệm để bạn xác định rằng cuộc đời này bạn nên tập trung vào cái gì.
để tạo ra hiệu quả cho cuộc đời bạn. Cho nên khi bạn làm cái này, bạn cảm hứng rằng là bạn nghĩ rằng bạn làm được, nhưng cuối cùng va vào thì bạn bắt đầu thấy những cái thách thức của nó, thấy khó khăn của nó, và bạn bắt đầu chùn bước, bạn bắt đầu nhảy sang cái khác. Rồi sau đó thì bạn lại nhảy sang cái nữa, rồi nhảy sang nhiều cái như vậy, rồi làm nó càng ngày càng khó khăn hơn, thì bạn lại quay lại cái đầu tiên, bạn lại nghĩ rằng lẽ ra mình làm cái này thì ok, hay là mình làm cả 3-4 cái, 5 cái một lúc, để nếu thiếu cái này thì mình còn bù kia. Đúng, đấy là một vấn đề. Cảm ơn bạn đã nêu ra vấn đề. Rồi bạn Hai Summer, chào anh, vấn đề của em là làm thế nào để thoát nghèo, để biết được mục đích của đời mình, mục tiêu của mình đặt ra. Yeah. Ok. Rồi bạn Hai Summer, bạn nói là làm thế nào để thoát nghèo. Vậy thì với câu hỏi này thì tôi có thể trả lời với bạn ngay thế này, bạn Hai Summer. Bạn thấy rằng người có trí tuệ thì nghèo, hay là người ít trí tuệ thì bị nghèo? Đấy là câu hỏi đầu tiên với bạn. Từ câu hỏi này bạn sẽ biết ngay rằng à, vậy làm thế nào để thoát nghèo? Bạn phải có trí tuệ, bạn mới thoát nghèo. Và khi bạn có trí tuệ, bạn sẽ biết rằng cái mục tiêu nào bạn sẽ tập trung vào, bởi vì nó là mục tiêu có hiệu quả. Bởi vì khi bạn có trí tuệ, nghĩa là bạn có đủ các công cụ, đủ các công thức, đủ hiểu các nguyên tắc, đủ hiểu các nguyên lý, đủ hiểu các quy luật, để bạn biết lựa chọn một cái gì phù hợp với mình để bạn thoát nghèo. Đấy, nó như vậy. Đấy, đấy là câu trả lời mà có thể chung nhất cho bạn cũng như cho nhiều người đang tham gia livestream này. Và để phần cuối thì chúng ta sẽ có được cái câu trả lời cho điều này. Câu trả lời. Rồi tùy câu trả lời đó, bạn có hành động hay không, đó là quyền của bạn. Còn đó là lối thoát duy nhất của bạn, và lối thoát duy nhất của tất cả chúng ta, khi tôi chia sẻ 5 bí mật này trong ngày hôm nay. À, bạn Hai Summer nói một điều nữa, và tôi nghĩ rằng đây cũng là cái điều trăn trở của rất nhiều người đây. Rất nhiều người, cho dù họ đã tham gia rất nhiều khóa huấn luyện phát triển bản thân ở ngoài thị trường hiện nay, tức là ở những cái khóa huấn luyện phát triển bản thân đó, họ cũng xây dựng những cái bảng tầm nhìn, họ cũng xây dựng những cái bản mục tiêu, rồi năm bao nhiêu tôi trở thành cái gì, năm gì đó tôi trở thành cái gì đó, nhưng sau đó trở về đời thực để triển khai cái mục tiêu đó thì lại thấy vô cùng khó khăn, và thấy nó rắc rối, và thấy nó rằng mình chẳng có cái tiêu chí gì, mình chẳng có năng lực gì để mình có thể thực hiện được cái tiêu chí đó. Là đấy là vấn đề của rất nhiều người, đó là vấn đề của tình trạng huấn luyện đào tạo hiện nay. Những cái kỳ huấn luyện mà hàng nghìn người á đó, các bạn sẽ nhận được cái kết quả như vậy. Đương nhiên là nó tốt, nhưng nếu các bạn mà không đủ cái nền tảng để bạn có thể hấp thụ được, thì các bạn không hấp thụ được thì trở thành lãng phí. Trở thành lãng phí. Ví dụ như bạn Hai Summer nói rằng là em luôn đặt ra mục tiêu ngắn hạn cho mình. Đúng rồi, có thể là gì, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng mình phải đạt được điều này. Nhưng cuối cùng ra thì bạn không làm được. Ví dụ thế này, bạn đặt ra là gì, mỗi ngày mình phải gặp được 3 người, rồi trong 3 người đó mình phải chốt sale được 1 người. Và nếu như hôm nay không chốt sale được thì trong độ khoảng tầm 4 ngày sau đó thì 3, 4, 12, 12 người, thì tối thiểu là 10, 5, 3, 1 thì bạn cũng phải chốt được 1 người. Nhưng bạn không chốt được người nào cả, kể cả là 10 người đi chăng nữa, cái tỷ lệ trung bình như thế giới họ cũng chẳng chốt được. Và nhiều tháng trải nghiệm như vậy, bạn thấy rằng nghi ngờ bản thân mình rằng là em không thể thực hiện được. Đương nhiên câu chuyện đó là như vậy. Và tôi nghĩ rằng là, và tôi tin rằng là nhiều hệ thống kinh doanh hiện nay, nhiều tư vấn viên hiện nay, nhiều bán hàng hiện nay, nhiều quản lý hiện nay, nhiều giám đốc hiện nay cũng đang trong tình trạng như vậy. Nhưng cứ cố gồng mình lên để chứng tỏ rằng mình đang rất ok, mọi thứ đang rất mạnh mẽ, mọi thứ đang rất là trôi chảy. Và trôi chảy hay không thì nó hiện lên cái thần thái của bạn. Trôi chảy hay không, nó hiện lên nụ cười của bạn, ánh mắt của bạn, thần sắc của bạn, thu nhập của bạn, ngôn ngữ của bạn, âm lượng của bạn và cái thiện cảm của bạn, nó thể hiện hết. Chỉ có điều chúng ta khôn hơn, chúng ta cảm thấy chẳng có điều gì xảy ra cả, bởi vì chúng ta đã khôn hơn những người chẳng hiểu biết gì, nên chúng ta không nhận ra điều đó. Và tất cả nhiều người không nhận ra vấn đề đó thì chúng ta cứ tiến thôi,
cứ tiến theo một cái cách như vậy thôi. Còn khi nào chúng ta bắt đầu tách khỏi cái đám đông vậy, chúng ta nhận thức được vấn đề như vậy, thì chúng ta bắt đầu tạo ra một cái dòng sông riêng của cuộc đời mình, tạo ra một kết quả riêng của cuộc đời mình. Lúc đó chúng ta mới gọi là làm chủ được cuộc đời mình. Ngày hôm qua chúng tôi có một cuộc gặp gỡ rất là hay ở trong Sài Gòn với cái đội nhóm hỗ trợ tôi trong một buổi huấn luyện. Thì anh Nguyễn Trung Thành, một lãnh đạo rất là lớn của một tập đoàn 700 nhân viên, bạn nghĩ xem là doanh nghiệp của bạn có bao nhiêu người, và anh thì lãnh đạo một tập đoàn là 700 nhân viên. Và trong câu chuyện tâm sự thì anh cho biết rằng là anh mới bắt đầu tiếp cận đến NLP hai năm nay, và anh đi một lèo luôn hết các chương trình của NLP, chương trình cao nhất. Và cuối cùng đi hết chương trình thì anh nhận ra một điều rằng là nếu trước đây anh đã từng ước mơ rằng cuộc đời này phải có sức khỏe, cuộc đời này phải có tiền, cuộc đời này phải có hạnh phúc, thì sau khi có NLP rồi thì anh mới nhận ra một điều rằng cuộc đời này phải có NLP trước hết những điều đó. Cuộc đời này phải có NLP trước khi có sức khỏe. Cuộc đời này phải có NLP trước khi có tiền. Và cuộc đời này phải có NLP trước khi có hạnh phúc. Bởi vì nếu không có NLP, bạn sẽ đập nát, bạn sẽ bóp nát, bạn sẽ làm nó biến sạch tất cả những gì bạn có được. Đó là sức khỏe, tiền bạc, hạnh phúc. Tuyệt vời. Một cái khái niệm của anh đó tôi cho là tuyệt vời. Đấy là lý do bạn nhìn ra thực tiễn ngoài cuộc sống ngoài kia. Bao nhiêu người đã từng khởi nghiệp, bao nhiêu người đã từng có những doanh nghiệp rất hoành tráng, rồi cuối cùng quay trở về số 0, thậm chí mang nợ. Thì đấy là lý do mà một lãnh đạo trải nghiệm, bây giờ một doanh nghiệp, đang chỉ đạo một doanh nghiệp phát triển rất là bền vững, rất là mạnh tại thành phố Hồ Chí Minh, anh khái quát mấy câu rằng anh nhận ra một điều rằng là trước khi mình có sức khỏe, trước khi mình có tiền, trước khi mình có hạnh phúc, mình phải có NLP, lập trình, ngôn ngữ, tư duy. Nếu không, bạn sẽ đánh mất hoàn toàn những thứ đó trong cái hành trình cuộc đời bạn. Các bạn có thấm được điều đó không? Tôi tin rằng là một vài người thôi. Một vài người đã biết được NLP mới thấm được điều đó. Và hôm nay nếu tôi nhắc lại điều này, thì các bạn sẽ ngấm sâu hơn cái điều này. Chính xác là em chưa tìm ra mục tiêu quan trọng nhất của đời mình, đúng rồi bạn. Rồi, sẽ khi thường làm thế nào để em hiểu rõ và xác định nguồn lực em có. Rồi, thói quen chần chừ trì hoãn không chịu thay đổi thói quen cũ. Phải tin tưởng, đúng rồi, tuyệt vời. Các bạn cứ cung cấp cho tôi những lý do, thì tôi sẽ chia sẻ các bạn 5 cái bí mật, và các bạn sẽ vỡ òa ra và các bạn sẽ hóa giải hoàn toàn nó. Rồi sau đó bạn hành động hay không thì tùy thuộc vào các bạn. Còn nếu như các bạn lại hành động theo cái lối cũ thì đương nhiên bạn đã quyết định cuộc đời của bạn rồi, bạn đã quyết định số phận của bạn rồi. Rồi, bây giờ thì tôi bắt đầu vào phần chính, phần chia sẻ với bí quyết thì nó rất ngắn, cũng giống như các khóa huấn luyện phát triển bản thân của rất nhiều nhà huấn luyện ở ngoài kia. Người ta cho bạn rất nhiều cái bài học, người ta cho bạn rất nhiều cái trải nghiệm để bạn nhận ra sai lầm. Và sau đó người ta mới bật mí cho bạn cái cách nào để bạn có thể giải thoát được vấn đề này. Vậy thì ta bắt đầu đi vào bí mật đầu tiên. Đây là bí mật nên làm ơn các bạn. Làm ơn các bạn hãy nghĩ sâu về vấn đề này. Và nếu như các bạn chưa hiểu được vấn đề này thì hãy làm ơn lại nghĩ tiếp một điều rằng tầm mình chưa tới để hiểu được điều này. Vậy thì làm ơn các bạn hãy hành động theo những người thành công, những người đủ trải nghiệm mà họ đã tạo ra kết quả, hành động theo họ thôi, không cần biết nó là cái gì, hãy học theo họ, làm theo họ như vậy. Chứ đừng dùng cái trí não của mình, dùng cái trải nghiệm non nớt của mình, dùng cái trải nghiệm hạn chế của mình để đánh giá tất cả vấn đề khác. Và đánh giá là điều tốt, đánh giá là điều tốt để trước khi chúng ta làm bất cứ vấn đề gì đó để nó tránh do những cái rủi ro. Nhưng hãy thử hỏi tất cả những đánh giá của mình nó đang tạo ra kết quả gì với cuộc đời mình vậy, để chúng ta sẽ biết rằng đánh giá của mình đúng
hay là chưa đúng. Vì tất cả những đánh giá của mình nó mới tạo ra kết quả của đời mình. Vậy kết quả của đời mình bây giờ như thế nào? Chúng ta sẽ biết rằng những đánh giá từ trước đến nay, những suy nghĩ từ trước đến nay đúng hay là chưa đúng. Nó đơn giản như vậy thôi. Cuộc sống này vô cùng đơn giản các bạn. Cuộc sống này vô cùng đơn giản. Chỉ có chúng ta gì? Tự làm phức tạp vấn đề lên. Rồi chúng ta lại đi giải quyết nó bằng những cái hiểu biết hạn hẹp của mình, làm cho vấn đề càng phức tạp, càng trầm trọng hơn. Vậy bây giờ chúng ta đi vào bí mật đầu tiên này. Bí mật đầu tiên rằng là, một, chính chúng ta, chính suy nghĩ của chúng ta đã nghĩ ra một kịch bản thất bại, một kịch bản nghèo khó, một kịch bản bất hạnh, một kịch bản đổ vỡ để chúng ta thực hiện điều đó. Bí mật đầu tiên để thoát khỏi nghèo khó là các bạn phải nhận thức được chính chúng ta là người nghĩ ra kịch bản nghèo khó, kịch bản thất bại, kịch bản mất tiền, kịch bản mâu thuẫn, kịch bản rối ren, kịch bản đổ vỡ để ta thực hiện nó. Đây là bí mật đầu tiên. Đấy là bí mật đầu tiên. Hãy nghiệm sâu sắc điều này. Có phải là chính các bạn đã suy nghĩ ra một mô hình kinh doanh? Chính các bạn đã quyết định lấy một người chồng, một người vợ? Chính các bạn đã ra một ngành hàng kinh doanh? Chính các bạn đã đi vào một trường đại học? Chính các bạn đã chấp nhận phỏng vấn và để nhận một công việc? Rồi chính các bạn thấy rằng cuộc sống mình nó đang loay hoay bí bách, và chính các bạn đã lựa chọn một cái cách là lao ra ngoài kinh doanh. Chính các bạn đã lựa chọn đối tác của mình. Chính các bạn đã lựa chọn sản phẩm. Chính các bạn đã lựa chọn dịch vụ. Chính các bạn đã lựa chọn nhân viên. Chính các bạn đã lựa chọn người hợp tác để các bạn làm, và cuối cùng tạo ra cái điều mà các bạn đang hưởng. Điều 1, các bạn đã hiểu chưa? Các bạn đã thấm được điều này chưa? Tôi sẽ rút kinh nghiệm rằng nói đến điều nào nó phải thấm đẫm điều đó. Các bạn đã thấm được điều này chưa? Nào, các bạn có đồng ý với tôi rằng cái bí mật đầu tiên là chính chúng ta tạo ra điều đó? Cho nên cái giải pháp ở ngay trong chính, giải pháp ngay trong chính nguyên nhân này. Nếu như các bạn đã biết nghĩ ra một kịch bản để làm cho mình thất bại, làm cho mình bất hạnh, làm cho mình mất tiền, thì các bạn hoàn toàn đồng nghĩa rằng các bạn hoàn toàn có thể nghĩ rằng, bạn hoàn toàn có thể nghĩ ra, bạn hoàn toàn có thể tiếp thu được cái kịch bản để làm cho bạn giàu có, hạnh phúc. Hoàn toàn các bạn có thể nghĩ ra một kịch bản có nhiều tiền. Tuyệt vời. Đây là những điều tuyệt vời, những bí mật tuyệt vời tôi chia sẻ với các bạn. Và tôi tin rằng những người thành công xuất chúng nhất trên thế giới họ chỉ nói những điều này thôi. Không khác đâu các bạn ạ. Không khác đâu. Không bao giờ khác. Còn tôi còn các bạn trong 10 năm nữa, trong một thế kỷ nữa. Đều như vậy đấy. Bởi vì tất cả những điều gì của con người, của một cá nhân đều xuất phát từ bộ não của họ. Sự sống còn, sự phát triển của một tập đoàn cũng bắt đầu từ bộ não của ông chủ tập đoàn. Đưa cái tập đoàn này đi lên hay đưa cái tập đoàn này đi xuống bắt đầu từ bộ não của ông chủ đấy. Ông quyết định vấn đề. Đúng rồi các bạn, tuyệt vời các bạn. Đây là điều số 1, bí mật số 1. Và khi chúng ta biết được điều này, nghĩ sâu nữa, nghĩ rộng nữa về điều này, và chúng ta sẽ biết rằng giải pháp nằm trong đúng chúng điều này hơn. Rằng nếu chúng ta đã biết đưa vào trong mình, đưa vào trong bộ não của mình một cái kịch bản giúp chúng ta thất bại, thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể, hoàn toàn có thể đưa vào trong bộ não của mình có một cái kịch bản thành công. Còn làm thế nào thì để sau, tôi sẽ nói chuyện với các bạn vấn đề sau. Bí mật thứ hai này. Điều thứ hai, bí mật thứ hai. Công thức để chúng ta thoát khỏi nghèo khó
thoát khỏi bế tắc, thoát khỏi đổ vỡ, thoát khỏi bất hạnh. Nó đang công khai, nó đang công khai trong vũ trụ này, nó đang công khai trong cuộc sống của chúng ta. Toàn bộ tất cả những công thức đó, những bí mật đó nó đang công khai trong cuộc sống của chúng ta. Tôi chứng minh cho các bạn đây. Các bạn có thấy rằng là các bạn đang đối mặt với cuộc sống mà các bạn cảm thấy là vô cùng khó khăn, vô cùng khó khăn. Bạn phải đối mặt với nhiều vấn đề, nhiều thách thức. Nào thì mất tiền, nào thì hẹn rồi không tới, nào thì lừa nhau, rồi nào thì mất tín, rồi nào thì rất nhiều vấn đề. Rồi thời tiết, rồi là xu thế thị trường, rồi là công nghệ, rồi là rất nhiều thứ mà bạn phải cảm thấy nó rối tung lên với cuộc đời bạn. Vậy thì bạn hãy nhớ đến một phần bên kia của cuộc sống. Cuộc sống này nó luôn luôn có hai mặt. Nó luôn luôn có hai mặt các bạn. Cái vế bên này là sự bế tắc mà các bạn coi là cuộc sống này như là cả thế giới chống lại bạn. Thì ở cái vế bên này thì những người thành công đã vượt qua điều đó rồi. Người ta sẵn sàng chia sẻ các bạn, công khai tất cả những cái bí quyết, bí mật, những công thức, những nguyên tắc để bạn vượt qua nó, để bạn dễ dàng hóa giải những điều mà bạn coi là khó khăn, thách thức bên này. Nào, để tôi chia sẻ các bạn. Có phải trong xây dựng hệ thống thì người thành công nói rằng, Jim Rohn ông nói rằng, để thu hút những người thông minh, bạn phải là người thông minh nhất. Người ta mới thích bạn, muốn cái thông minh của bạn. Để bạn hút những người cam kết, bạn phải là người cam kết. Bởi vì bạn làm gương cho họ. Những người không cam kết sẽ không dám đến gần bạn. Để là người có ý chí, bạn phải là người có ý chí đầu tiên. Bạn thu hút những người có kỷ luật, bạn là phải là người có kỷ luật đầu tiên. Để thu hút những người có năng lực, bạn phải là người có năng lực đầu tiên. Đấy các bạn, cuộc sống này nó có hai mặt như là trắng và đen, cong và thẳng, đêm và ngày, hạ và đông. Vậy thì một bên là khó khăn của cuộc sống, thì bên kia phải là những giải pháp cho những khó khăn này. Và như là các cụ nhà chúng ta có nói câu là vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn như vậy đấy. Không bao giờ nó có một thứ gì gọi là bế tắc. Giống như là cái khóa. Người ta làm có phức tạp đến đâu, người ta cũng phải có chìa hay có mã hóa, mã số để mở được. Không ai người ta thiết kế cái khóa chẳng bao giờ mở được cả. Và ở cái cấp độ cao hơn nữa là vũ trụ sinh cho chúng ta, Thượng Đế sinh cho chúng ta là để giàu có hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta đang nghĩ ra kịch bản để chống lại sự giàu có hạnh phúc của Thượng Đế đã ban cho, hoặc là chống lại sự thịnh vượng hạnh phúc của chính mình. Các bạn ngẫm xem, ngẫm thật sâu vào. Ngày hôm nay chúng ta cùng ngẫm sâu vào điều này. Rồi, vừa rồi chúng ta nói về để xây dựng hệ thống bền vững. Bạn có muốn, nếu là bạn là giám đốc của một doanh nghiệp, bạn là giám đốc một hệ thống kinh doanh, bạn là chủ tịch một tập đoàn, bạn có thể là quản đốc một xưởng sản xuất, bạn có thể là một lãnh đạo một đội nhóm cả, kinh doanh, bạn có muốn thu hút vào tổ chức mình những người cam kết, những người ý chí, những người nghiêm túc, những người thông minh không? Những người sáng dạ, những người linh hoạt không? Bạn phải là người đó đầu tiên. Không những bạn là người đó đầu tiên mà bạn còn phải xuất sắc cái điều đó. Xuất sắc điều đó, các bạn hãy lưu ý những điều này. Bạn phải là người xuất sắc cái điều đó. Vì bạn xuất sắc nên nhiều người sẽ muốn giống bạn, nhiều người sẽ muốn học cái cách của bạn và người ta sẽ đi theo bạn. Thì đấy là bí mật thứ hai. Bí mật thứ hai là công thức bí quyết về thoát nghèo, thoát khỏi bế tắc, thoát khỏi loay hoay. Thì bên này là nguồn cuộc sống bế tắc, thì bên này là người thành công chỉ cho bạn các cách thức để bạn làm được rồi. Cái cách thức đó, như vừa rồi nói, là xây dựng hệ thống. Còn bây giờ là cái cách thức để bạn giàu có này. Rất nhiều người ta nói rằng để bạn đạt được ước mơ của bạn thì bạn phải giúp được người khác đạt được ước mơ của họ. Bạn giúp người khác đạt được ước mơ của họ đi thì ước mơ của bạn sẽ đạt được. Hay là một người khác cũng nói rằng
toàn là những người xuất chúng của người thành công nói rằng bạn càng giúp được nhiều người giải quyết được vấn đề của họ, bạn càng giàu. Các bạn có ngấm được điều này không? Có hiểu được điều này không các bạn? Bằng chứng là những nhà huấn luyện cực giỏi trên thế giới này, họ đi khắp nơi trên thế giới để họ chia sẻ cái kiến thức mà họ có được, để giúp những người khác có thể gia tăng hiệu quả trong bán hàng, trong quản trị doanh nghiệp, trong giải quyết vấn đề của gia đình, trong giải quyết vấn đề về tinh thần của họ. Và rất nhiều người sẵn sàng là đổ tiền vào để biết được cái điều đó, để hạnh phúc. Có phải là họ đang gì? Đang giúp được nhiều, càng nhiều người giải quyết được vấn đề của họ, họ càng giàu không? Tôi cảm thấy vô cùng may mắn những ai đang ngồi tương tác. Chúng ta đang ngồi tương tác về vấn đề này, bởi vì đây là những bí mật tuyệt vời của cuộc sống này. Bạn đọc có hàng trăm cuốn sách, hàng nghìn cuốn sách, bạn chưa rút được ra điều này đâu. Đấy là điều thứ hai. Điều thứ hai là gì? Cuộc sống này đầy rẫy khó khăn, nhưng những người thành công đã chuẩn bị kịch bản và đã viết cho chúng ta hết các cách thức để vượt qua rồi. Thì đấy là tôi chỉ nêu ra hai ví dụ về xây dựng hệ thống, về làm giàu, về hạnh phúc. Về hạnh phúc người ta nói là bạn cho đi, rồi sao nữa? Bạn buông bỏ. Bạn phải thấu hiểu, đặt bản thân mình vào người khác. Và xin các bạn lưu ý rằng, có thể một vài bạn sẽ nói rằng là ai chẳng muốn thế, nhưng làm thế nào để tôi có thể giúp được người khác? Làm thế nào để tôi có thể có năng lực để giải quyết vấn đề cho người khác? Làm thế nào tôi trở thành người thông minh nhất để hút được người khác? Làm thế nào tôi trở thành người chính trực? Làm thế nào tôi trở thành người cam kết để hút người khác? Đó là câu chuyện sau, tôi sẽ nói với các bạn. Chỉ có điều là các bạn có dám làm hay không? Trong các bạn có đủ đầy rồi, đầy đủ các nguồn lực, đầy đủ sức mạnh để bạn làm rồi. Nhưng mà tôi biết những điều gì đang xảy ra trong não của các bạn, đang xảy ra trong tâm trí của các bạn mà các bạn không biết. Và các bạn thì cho rằng là điều đó là hoàn toàn có lý. Có lý với cuộc đời bạn, có lý với tư duy của bạn, có lý với tâm trí của bạn, chứ không phải có lý với cuộc đời này. Vũ trụ này không cần quan tâm rằng là bạn nghĩ là bạn có lý thế nào. Vũ trụ này chỉ quan tâm đến việc vận hành là xuân hạ thu đông. Vũ trụ này chỉ cần quan tâm đến việc là có đêm có ngày. Còn việc của bạn là phải hòa hợp với vũ trụ này để bạn làm giàu. Chấm dứt. Vấn đề nó nằm ở chỗ đó thôi. Nào, bí mật thứ ba. Bí mật thứ ba là nỗi sợ trong đầu các bạn. Nỗi sợ trong đầu con người không có thật. Nỗi sợ không có tiền để học được những kỹ năng. Nỗi sợ không có năng lực để có thể làm được những việc trong cuộc sống này. Nỗi sợ rằng không có thời gian để có thể làm được việc này, học được việc kia. Nỗi sợ rằng không biết được người khác có thay đổi được không. Nỗi sợ rằng là không biết mình có năng khiếu không. Nỗi sợ rằng không biết mình có khả năng hay không. Nỗi sợ rằng không biết người khác nghĩ gì về mình. Nỗi sợ đó đều không có thật. Không bao giờ là nỗi sợ gì có thật. Đó là những bí mật để tôi chứng minh bạn đây. Vì sao nỗi sợ không có thật? Nỗi sợ chỉ là trí tưởng tượng của chúng ta ngồi tại thời điểm này, nó đi sai hướng. Đơn giản nhất như việc là bạn đang ngồi trước cái màn hình này, bạn đang nghe tôi nói và tập trung 100%, bạn đã có nỗi sợ nào không? Tôi tin rằng ít nhất là bạn không có nỗi sợ nào cả, bởi vì bạn đang tập trung 100% vào cái điều này. Chính vì bạn tập trung 100% vào cái điều mà tôi đang chia sẻ với bạn, cho nên bạn đã gạt hết ra ngoài cái thứ nợ nần trong quá khứ, cái thứ nghèo khó trong tương lai, cái thứ vất vả trong tương lai mà bạn phải đối mặt. Cho nên nỗi sợ không có thật. Bạn hãy sống với phút giây hiện tại, ngay lúc này, để bạn có thể đón nhận được những hiểu biết ngay tại lúc này. Đón nhận những hiểu biết ngay tại lúc này để làm gì vậy? Để nếu bạn có hiểu biết tại lúc này, bạn có thể thay đổi được tương lai của bạn. Đón nhận những hiểu biết tại lúc này, bạn có thể giải quyết những nỗi lo trong quá khứ của bạn. Rất nhiều người ở ngoài kia có nỗi sợ. Họ ngồi đâu cũng sợ. Phút giây nào họ cũng sợ.
họ đang uống cốc cà phê cũng sợ, họ đang ăn một bát phở cũng sợ, họ đang ăn một chén cơm cũng sợ, họ đang ngồi thư giãn cũng sợ, họ đang đi nghỉ mát ở biển cũng sợ. Vì sao vậy? Bởi vì họ đã không bao giờ sống với phút giây hiện hữu tại lúc đó. Bạn sợ rằng không biết là mình đi nghỉ thế này thì doanh nghiệp của mình quản lý ở nhà có giải quyết được vấn đề không? Khách hàng của mình không biết có vấn đề gì không? Họ sợ là bởi vì là mình đang đi nghỉ thế này nhưng mà cái nợ nần của mình thì có giải quyết được không? Mình đang đi nghỉ thế này thì cái khoản tiền mình vay á, để mình đang đi nghỉ mát thế này cho sung sướng cuộc đời mình này, để mình chụp những selfie cho nó sướng này này, quảng bá cái PR bản thân mình này, không biết là tháng tới này mình có làm để trả nợ được cái khoản này không? Có phải không các bạn? Cho nên đi chơi, đi chụp ảnh, rất nhiều người nói rằng là sướng chưa, tuyệt vời chưa, những cái thần thái đọc ra ngay rằng là trong mắt của bạn, trong cái nụ cười của bạn nó có thoải mái hay không, biết ngay lập tức. Chúng ta không phải gồng mình lên để chứng minh mình là cái gì cả. Bởi vì nếu ngay ngày hôm nay bạn chứng minh rằng là bạn đang ngồi trên một cái thuyền buồm, bạn đang ngồi trên một cái tàu 5 sao, bạn đang ăn một cái con tôm hùm, bạn đang ăn một con cua, răng me nó rất là lớn, và bạn đang mặc những bộ váy rất là diêm dúa để bạn nghĩ rằng là cuộc đời bạn thật là thượng hạng, người ta sẽ lục cái Facebook của bạn 1-2 tuần, 2-3 tháng, 1-2 năm. Và rồi sau đó người ta tiếp tục theo dõi bạn 1-2 tuần nữa, người ta sẽ biết bạn là ai. Vì thế không cần gồng mình lên để chứng minh điều gì cả. Bạn chỉ cần có bên trong thôi, nó sẽ bộc lộ bạn ra bên ngoài. Bạn chỉ cần có bên trong thôi thì nó xảy ra hết ở bên ngoài. Nên làm ơn, đừng dùng tiền vào những cái chuyện hoang phí như vậy. Hãy dùng tiền để đầu tư vào bộ não của các bạn ấy. Bộ não này có thì bên ngoài có hết. Bộ não này không có gì thì bên ngoài sẽ không xảy ra cái gì cả, chỉ đốt tiền mà thôi. Bí mật thứ ba, là nỗi sợ không có thật. Chỉ là bạn đang ngồi đây, bạn lo lắng về quá khứ đang có một khoản nợ, và nó làm cho đầu óc bạn sợ, không dám làm việc gì cả. Rồi là bạn ngồi đây, bạn lại nghĩ rằng là ngày mai thế nào, ngày kia thế nào, vài năm nữa thế nào. Và bạn đã lấy cái thời gian ở quá khứ, cái thời gian ở tương lai chèn vào tâm trí của bạn, để bạn không yên, để bạn ngồi đây bạn. Bạn không yên khi ngồi với khách hàng, bạn không yên khi ngồi trong một cái khóa học phát triển bản thân nào cả, bạn không yên khi ngồi nghiên cứu tìm tòi một tài liệu nào cả, bạn không yên khi ngồi nghe một cái YouTube nào để phát triển bản thân bạn. Cho nên bạn vẫn kém cỏi như vậy. Cái năng lượng của bạn nó luôn bị thoát hết ra ngoài để lo lắng những việc khác, mà nó không tụ lại để bạn có thể hội tụ được tất cả những sức mạnh vào cho trong bạn. Đây là bí mật thứ ba. Cho nên bạn phải tập trung vào hiện tại, như là lúc bạn tập trung vào lúc này, để bạn biết được hiểu tại sao nó lại như vậy, tại sao lại như vậy. Và bạn phải làm tốt cái phút giây hiện tại này. Đó là gì? Khi bạn ngồi với khách hàng là bạn phải vì khách hàng, ngồi tại chỗ đừng nghĩ đến điều gì khác cả, chỉ có vì khách hàng mà thôi. Bạn đang ngồi học trong một khóa phát triển bản thân nào, bạn phải ngồi tại đó, tĩnh tâm tại đó để lĩnh hội toàn bộ những cái trí tuệ siêu việt tại đó, những cái ẩn ý sâu xa tại đó, những cái sức mạnh quyền năng ở dưới những công thức, những bí quyết đó, giống như ngày hôm nay tôi đang chia sẻ với các bạn, thì bạn mới bắt đầu ứng dụng được vào công việc, ứng dụng được vào cuộc sống của các bạn. Đấy là bí mật thứ ba. Nỗi sợ không có thật. Tự các bạn đã dọa mình, đã để mình không yên tại phút giây này mà mình không học được điều gì. Và không học được điều gì thì bạn làm sao có kỹ năng để bạn có thể giải quyết được vấn đề tương lai của bạn. Nhưng nếu bạn có thể ngồi đây tĩnh tâm để bạn học được những cái kỹ năng, những bí quyết hơn người xuất chúng, thì bạn bắt đầu hành xử từ ngày mai để bạn bắt đầu thay đổi được tương lai của các bạn. Ngay tại lúc này, các bạn hãy gạt tất cả các nỗi lo, các nỗi lo toan. Ngay tại bất cứ lúc nào bạn ngồi trước bất cứ một ai đó, hãy gạt mọi chuyện để hiện hữu với họ. Ngay tại cái lúc bạn đang học bất cứ một điều gì, hãy tập trung hoàn toàn gạt mọi thứ để bạn học được cái thứ đó, và nghĩ rằng cái thứ đó đã ứng dụng vào việc gì để giải quyết trong tương lai. Các bạn sẽ giải quyết được vấn đề tương lai của các bạn, từ đó các bạn sẽ bắt đầu cải thiện được các kết quả của cuộc đời bạn. Đây là bí mật thứ ba. Bí mật thứ tư.
Bí mật thứ tư cực kỳ đơn giản nhưng khó làm. Đó là gì? Bạn phải hành động. Ngày hôm nay tôi nói với các bạn điều này. Ngày hôm nay tôi chia sẻ các bạn điều này. Bạn phải hành động. Cho dù cho nỗi sợ trong bạn nó xảy ra thì bạn nghĩ đến điều thứ ba, nỗi sợ không có thật. Cho dù bạn thì bị vay tiền và bạn nghĩ rằng là mình vay thì mình giả bằng cách nào, nỗi sợ đấy không có thật. Bởi vì bạn vay tiền, bạn học được cái thứ trí tuệ siêu việt thì bạn sẽ biết cách làm ra tiền nhiều hơn gấp 1.000 lần cái thứ đó. Nhưng vì ngay lúc đầu tiên bạn đã sợ điều đó nên bạn không bao giờ thành người được. Bạn không bao giờ thành người được khi bạn còn sợ hãi rằng mình không có tiền. Vì sao bạn không có tiền? Vì bạn không có trí tuệ nên bạn mới không tạo ra tiền. Và bạn cứ đợi rằng là phải đợi tôi có tiền đã thì tôi mới học về trí tuệ. Bao giờ mới có được điều đấy? Không bao giờ luôn. Người ta bảo phải cho. Cái nguyên lý cuộc sống này phải cho thì bạn mới nhận. Thì chính là cái việc là bạn sẵn sàng đi vay tiền để bạn học những khóa học, phát triển một cái bản thân của bạn ấy. Bạn mới nhận được những kiến thức, những bí quyết, những năng lực bản thân bạn. Bạn mới bắt đầu tạo ra tiền. Bạn bắt đầu gây ảnh hưởng được với người khác. Bạn bắt đầu giải quyết được vấn đề cho người khác. Bạn mới bắt đầu giàu. Tôi rất chia sẻ cái điều này và tôi nóng lòng với cái điều này các bạn. Rất nhiều người đang nghĩ rằng là tôi không có tiền, tôi không có thời gian để đi học trí tuệ. Điều đó là một sai lầm khủng khiếp. Điều đó đã làm các bạn nghèo khổ khủng khiếp. Điều đó đã làm các bạn bất hạnh khủng khiếp, mâu thuẫn khủng khiếp. Và điều đó làm tâm trí các bạn rối đời ra, làm các bạn cuộc đời các bạn đau khổ. Nếu các bạn có trí tuệ thì vấn đề đó không phải là vấn đề về cuộc đời các bạn. Các bạn chỉ cần đơn giản thôi, em không có tiền để tôi không có tiền để tôi đi học. Thì các bạn chỉ còn hỏi ngược lại mình thôi, cái tình trạng này bao nhiêu năm rồi? Rồi hỏi tiếp, vì sao bạn không có tiền vậy? Thì cái ngồi ngược lại, những người có trí tuệ họ có tiền không? Những người có trí tuệ không bao giờ thiếu tiền. Vậy thì bạn hỏi ngược lại, vì sao bạn thiếu tiền? Bởi vì bạn không có trí tuệ. Không có cái thứ trí tuệ mà xã hội này cần. Không có cái thứ trí tuệ mà bạn cần có để vượt qua tất cả những điều gì đến với bạn, cơ hội đến với bạn. Cho nên bạn mới bị chậm chân tại chỗ đó. Bạn mới bị chết chân tại đó, bạn mới bị mâu thuẫn, bạn stress. Và bạn biết không, khi bạn bắt đầu không tạo ra tiền thì nhiều thứ bắt đầu nó xảy ra cuộc đời bạn. Nhiều thứ bắt đầu nó xảy ra cuộc đời bạn. Đấy là điều thứ tư, bạn phải hành động bất chấp sợ hãi. Những cái hành động đầu tiên của bạn là đầu tư vào bộ não của bạn, lấy tiền đầu tư vào bộ não của bạn. Bạn biết cách làm như thế nào để bạn thoát khỏi nghèo khó, bế tắc, mâu thuẫn, rồi làm thế nào để biết doanh nghiệp của bạn có thể đột phá được. Đấy là điều thứ tư. Bí mật thứ tư là bạn phải hành động bất chấp sợ hãi. Còn câu chuyện là sau cái bất chấp sợ hãi là cái gì thì bạn phải tiếp tục nghiên cứu tiếp, chứ không thể là hành động bất chấp sợ hãi rằng là mình không có cái kỹ năng gì, không có công cụ phương pháp đo lường gì cả mà cứ lao ra ngoài bất chấp sợ hãi thì bạn mất tiền là đương nhiên rồi. Đừng có tuyệt đối hóa vấn đề như vậy. Có 5 cái bí mật thì 5 bí mật đó nó phải logic được với nhau. Nó phải logic, nó phải sâu chuỗi được với nhau để giúp bạn thành công. Và bí mật thứ 5. Bí mật thứ 5, một cái thứ duy nhất thôi. Đó là NLP. Bạn phải sở hữu được NLP, lập trình, ngôn ngữ, tư duy. Nó là cái gì vậy? Nó là môn khoa học huấn luyện bộ não của bạn. Để bạn có thể nhận ra 4 cái thứ bên trên. Để bạn có thể nhận ra 4 cái bí mật bên trên. Để bạn thay đổi cuộc đời bạn. Thay đổi sự nghiệp của bạn. Để bạn có thể thực hiện sứ mệnh của bạn khi hiện diện trên cuộc đời này. NLP, lập trình, ngôn ngữ, tư duy. Bởi vì mọi thứ từ cuộc đời của các bạn đều xuất phát từ bộ não. Mà nếu bạn không hiểu cái cách thức vận hành của bộ não nó như thế nào thì bạn làm sao có thể vận hành được cái con người bạn? Làm sao có thể vận hành được con người bạn? Bạn còn không hiểu chính mình thì làm sao bạn hiểu được cuộc đời ngoài kia? Bạn làm sao bạn hiểu được nguyên lý của đời ngoài kia?
Như tôi nói ban đầu là gì, bạn phải hiểu được gì, cái quy luật của vũ trụ này, xuân hạ thu đông. Bạn phải hiểu được nguyên tắc, nguyên lý của cuộc sống này. Nhưng mà bạn hiểu được là bạn biết là có nắng có mưa, bạn biết được nhu cầu xã hội, bạn biết được công nghệ phát triển, bạn biết được suy thoái bao nhiêu năm một lần, bạn biết được lòng người như vậy, bạn biết được vậy. Nhưng mà chính bạn không hiểu được bộ não của bạn, nó suy nghĩ thế nào, nó chọn ra phương pháp gì để nó ứng xử phù hợp những điều đó, thì làm sao bạn có thể thành công, làm sao bạn có thể tạo ra kết quả trong những cái ứng xử hàng ngày như vậy được. Đây là năm bí mật tuyệt vời, tôi cho rằng đây là năm bí mật tuyệt vời để các bạn bắt đầu nghĩ rộng ra, nghĩ sâu sắc để thay đổi. Còn ngày hôm nay nghe được năm bí mật này mà bạn không hành động, nghe được năm bí mật này mà không khiến bạn chuyển hóa, thì bạn đã tự quyết định cuộc đời mình rồi. Bạn đã tự quyết định cuộc đời mình rồi. Vậy thì bạn đang ở hoàn cảnh nào thì bạn sẽ sống bền vững với hoàn cảnh đó. Bạn đang ở trong cái thực trạng nào, đang ở cái thảm cảnh nào, bi kịch nào mà bạn không thay đổi bằng thứ năm cái thứ mà tôi chia sẻ bạn hôm nay, thì bạn sẽ sống bền vững với thứ mà bạn đang hưởng. Và như các bạn đã biết, tôi là một nhà huấn luyện NLP, lập trình ngôn ngữ tư duy đẳng cấp quốc tế thuộc ABNLP Hoa Kỳ. Không chỉ huấn luyện lập trình ngôn ngữ tư duy, tôi còn một là nhà huấn luyện về chủ doanh nghiệp thuộc tổ chức PBCA, Liên minh các nhà huấn luyện kinh doanh xuất sắc nhất Bắc Mỹ. Và tôi vẫn đang tiếp tục trên hành trình để kết nối mọi nguồn lực của mình bằng những khóa học khác về trí tuệ và tâm linh. Cho nên tôi hiểu rằng chúng ta phải vận hành phù hợp với quy luật nguyên lý của vũ trụ này, với con người, với vạn vật. Và trong NLP thì bốn cái hệ sinh thái của NLP cũng nói rõ rằng chúng ta làm bất cứ việc gì, chọn bất cứ sản phẩm gì, chọn bất cứ dịch vụ gì, chúng ta cũng phải căn cứ theo bốn yếu tố rằng tốt cho bản thân mình, tốt cho gia đình mình, tốt cho cộng đồng này, xã hội này, và cuối cùng là tốt cho hành tinh này. Bạn tuân thủ bốn cái nguyên lý đó trong cuộc sống này thì bạn sẽ thành công bền vững và thịnh vượng. Còn nếu bạn xâm phạm những điều đó, bạn sẽ chịu nhân quả ngay lập tức. Ngày hôm nay trên buổi sáng nay trên mạng có một bài gì, những tỷ phú đã mất tiền như thế nào. Rồi không thiếu những ví dụ rằng những ông chủ của những tập đoàn rất lớn rồi sập tiệm. Có điều gì đó mà nó đã xâm phạm quyền lợi của cộng đồng, xâm phạm sự điều hòa của hành tinh này, xâm phạm đến ở cấp độ nhỏ hơn, xâm phạm đến quyền lợi của những người thân yêu trong gia đình, hoặc là không quan tâm, hoặc là mất kết nối, đấy cũng là sự xâm phạm. Và cuộc đời bạn sẽ rắc rối từ những cái thứ mà bạn tạo ra. Vậy thì cái gì mà nó tạo ra cái điều đấy vậy? Chính là suy nghĩ của bạn. Suy nghĩ của bạn tạo ra tất cả những hành động của bạn, và hành động đó tạo ra kết quả của đời bạn. Vậy thì để cho bạn có một cái suy nghĩ đúng để hài hòa với vạn vật, bạn phải biết rằng là cái não này nó đang suy nghĩ kiểu gì. Từ đâu mà cái não này nó hình thành như vậy? Nếu bạn không hiểu được điều đó, bạn không bao giờ vận hành được, bạn không bao giờ là điều chỉnh được mình đâu. Và tôi mượn một cái câu rất là hay của người bạn của tôi một lần nữa tôi chia sẻ các bạn. Khi bạn không có NLP, lập trình ngôn ngữ tư duy, khi bạn không có NLP thì thế giới này điều khiển bạn. Thế giới này điều khiển bạn. Tất cả mọi thứ đang điều khiển bạn. Nó gây cho bạn stress, nó gây cho bạn những mê mờ trong cuộc sống này. Để bạn tin vào điều này là thật, điều kia là thật, điều kia là thật, điều kia là thật. Và cuối cùng kết quả của bạn đấy, bạn tin vào nó và đấy là kết quả của bạn. Nếu bạn không có NLP cho đến tận cùng thì thế giới này điều khiển bạn. Còn như khi bắt đầu bạn có NLP thì bạn bắt đầu điều khiển thế giới. Bạn bắt đầu điều khiển thế giới của bạn. Bạn điều khiển mọi thứ xung quanh bạn để trở thành tất cả những điều bạn mong muốn.
Và bạn có biết rằng tôi đang tổ chức khóa học huấn luyện cả hai miền. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh trong một khóa học NLP Master, tức là cấp độ 2. Cấp độ 1 là NLP Prep và nhà thực hành lập trình ngôn ngữ tư duy. Cấp độ 2 là Master. Và ngay sau khóa học này thì tôi sẽ trở về Hà Nội để tiếp tục lại khóa cấp độ 1 là NLP Prep và cuối tháng 8 là cấp độ 2 NLP Master. Tôi không ngừng đang chia sẻ những giá trị để giúp mọi người đột phá, để hiểu biết về chính mình, để đột phá trong cuộc sống này. Và khóa học đó thì đương nhiên rồi, cái mức chi phí nó khá là cao, hơn 1.000 đô la Mỹ trong 6 ngày. Trong 6 ngày. Và tất cả những gì mà học viên học được, khi mà tôi nói rằng giả sử rằng khóa học này là 2.000 đô la Mỹ hoặc giả sử rằng khóa học này là 3.000 đô la Mỹ, bạn có học không? Thì những người đã từng học rồi họ phải nói rằng trời ơi, không có gì so sánh được với điều này. Không có gì so sánh được với điều này. Và có một tin mừng với các bạn đây. Tôi đã ra một chương trình NLP Online để dành cho những bạn thực sự là đang có vấn đề về tài chính, đang eo hẹp về tài chính, đang eo hẹp về thời gian, đang eo hẹp về công việc. Thì các bạn có thể đăng ký vào khóa NLP Online. NLP Online vẫn là toàn bộ 100% cái giáo trình của chương trình huấn luyện trực tiếp của tôi này đưa vào chương trình online. Và các bạn với chỉ mức một mức chi phí, nó trị giá đâu có 100 đô la Mỹ, hơn 100 đô la Mỹ một chút thôi, 2.300.000 đồng, để bạn có thể sở hữu toàn bộ những công cụ, có thể hiểu mình, có thể hiểu được toàn bộ người khác, rồi bạn có thể có toàn bộ những công cụ để giao tiếp, bậc thầy trở thành bậc thầy giao tiếp, rồi bạn tiếp tục có những công cụ để bạn có thể thiết kế về kế hoạch chiến lược cho cuộc đời bạn, cũng như các kỹ thuật, phương pháp coaching để bạn có thể huấn luyện đội ngũ của bạn hoàn thành được mục tiêu bạn đặt ra. Rồi thứ tư nữa là bạn sở hữu những công cụ tuyệt vời hay để bạn trị liệu cho người khác. Trị liệu được cáu giận, trị liệu được nỗi lo, tổn thương, rồi mâu thuẫn. Rồi những hiểu biết sai lầm trong tư duy, trong bộ não của mình về những người xung quanh của mình. Nó tuyệt vời vô cùng các bạn ạ. Với mức chi phí chỉ 2.300.000 đồng một khóa học NLP Online. Nếu các bạn không có thời gian, nếu các bạn không thu xếp được về tài chính, thì đấy là một lựa chọn tuyệt vời cho các bạn. Nó làm cho các bạn thay đổi toàn bộ những tư duy về cuộc đời. Nó làm cho các bạn thay đổi hoàn toàn cái tâm trí của bạn nhìn về cuộc sống này. Và bạn bắt đầu thay đổi cuộc sống của mình. Mọi chuyện xảy ra với bạn bắt đầu nó tích cực hơn. Còn nếu thực sự bạn quan tâm đến sự nghiệp của bạn, quan tâm đến cái kinh doanh của bạn, quan tâm đến tiền vốn của bạn, doanh nghiệp của bạn, thì hãy đến khóa học trực tiếp 6 ngày. Tôi sẽ trao cho bạn các bạn cái công cụ đột phá. Và tôi luôn khẳng định trên live stream của tôi này, nếu trong 6 ngày tôi huấn luyện bạn không đạt được cái tầm mức tư duy, tầm nhìn của bạn, có thể kiến tạo được cuộc đời bạn, doanh nghiệp bạn tăng gấp 10 lần trước khi bạn mới được học, bạn chỉ cần nói tôi điều đó thôi, bạn được free học phí, nó chỉ giá hơn 1.000 đô la Mỹ đấy, nhưng bạn được free ngay lập tức tại khóa học. Tôi cam kết với bạn điều đó. Nếu không đúng cái điều đó thì bạn có thể lên cái live stream này để comment cái điều đó, để nói với cộng đồng của tôi. Chào mừng các bạn.